Hello, xin chào các con Mợ là mợ thú y Các con đâu rồi? Hello, hello Mợ thú y xin chào các con nhé Các con đâu rồi nhỉ? Wow Chưa thấy bạn nào cả Mợ sharing Hello, hello. Các con comment xuống bên dưới nha Wow, cũng qua một ngày mà chúng ta không gặp nhau rồi. Hơi buồn nhỉ. <laughs> hello, hello. Chia sẻ về nhóm. Hello, hello, chào con, chào Nguyễn Linh. Mở tí mở chia sẻ về tường này rồi. Hello, ok, ừ, chào Nguyễn Đức Cảnh, chào Nguyễn Đặng Hồng Thảo nha, chào Sam Nguyễn. Tại các bạn đợi đến 100 bạn rồi chúng ta bắt đầu vào live stream.

Chào các con Rồi ok, bài hát tài trợ cho ngày hôm nay đó là bài đúng người, đúng thời điểm nha Đúng mợ thúy, đúng thời điểm các con sẽ đỗ cấp 3 luôn Đảm bảo luôn nha Hôm nay em nói em cần đôi tay Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng đường. Nếu như một ngày anh không giống như anh từng trông mong Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không Vì anh ôm được môi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu Có em thần ấm áp như một bài hát anh phiêu Mình giữ nhau thân chắn nhé yeah, nếu đi ta cùng đi Mọi bao giông đều qua khi con tim cũng theo lý trí Giờ gió đông lạnh giá lắm Cứ yên tâm còn anh và nắng vàng Cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn Việc của em là yêu anh Có mưa rông thì để anh lo Chẳng hứa xua được mây đen Nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương từ như nắng cuối chiều từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều hello hello oh yeah chúng ta đã gặp nhau vào ngày hôm nay rồi hôm qua thì mợ xin phép là mợ có một chút trục trặc về sức khỏe nhưng hôm nay thì mợ đã cố gắng là mẹ ngồi đây livestream cho chúng ta rồi cho các bạn rồi thì bây giờ yeah chào hương nhi nguyễn nha chúng ta bắt đầu vào livestream thôi chứ nhở rồi nhớ share về tường nha. Nếu là học sinh của mợ thú y thì hãy share về tường, hãy share và chụp lại ảnh share để 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 nhắn tin cho page thì chúng ta sẽ không bị lọc mem nha. Bởi vì bây giờ là Facebook thì đang lọc mem này. Đấy page của mợ thì cũng đã có gặp rất nhiều bạn xấu rồi nên mình phải lọc mem dần dần thôi để đảm bảo là mợ dành 100% cho các con. một à, thì 100% đấy nó sẽ hiệu quả. Ok không nào? Rồi, chào Huyền Xuân PE Hôm nay các bạn uh, có vẻ vào ít hơn bình thường nhỉ? Ok chưa? Quốc Khánh Nguyễn mợ đổi nghề làm ca sĩ đi mợ Không, mợ chỉ dành những bài hát cực kỳ chất dành cho 2 ca năm thôi Nha, dành cho các con thôi Ok không? Trục trọc về sức khỏe một chút Tại vì sao? Nói về trục trọc sức khỏe là nói tránh thôi Chứ còn là ngày nào ngày nào mợ cũng ngồi... Uh, live stream à không phải ngồi live stream mà cũng ngồi dạy online trên trường ngày nào cũng nhìn vào máy tính ngày nào cũng đeo tai nghe ngày nào cũng đeo tai nghe đến tận sáu bảy tiếng nên thành ra đầu óc nó hơi bị lú đấy nên là thành đau đầu được chưa rồi có đứa bảo là mợ hát đã, à, bài hát về quốc ca đấy quốc ca thì để lát nữa đến tầm giữa giữa mà mình nghỉ giải lao là mợ sẽ hát nhá cho tinh thần lên cao nữa được, được chưa thời gian đó <laughs> ok nhá rồi bây giờ bắt đầu chúng ta làm bài luôn nhá thế đã có bạn nào làm được bài tập nào chưa mợ đây đấy cây nào mợ nguyễn linh vậy có những thanh niên là vào livestream của mợ là để xem cây thôi đấy rất là mợ hát hay ghê cảm ơn linh huy nhá rồi nguyễn đức cảnh ơi vào đây vào đây nào vào đây các con ơi chào avery health Start chào các con mợ à, mấy hôm nay giờ nhìn máy tính nhiều quá không biết các bạn có thấy không nhở học thời 4.0 này thì cảm giác thấy hơi đau đầu bởi vì là ngày nào chúng ta cũng nhìn vào màn hình máy tính màn hình điện thoại đúng không có bạn nào giống giống như mợ không bữa nay cây sầu riêng mợ ơi <laughs> cây sầu riêng hình như mợ vẽ rồi thì phải là chưa rồi lát nữa cây cây sung mà hay nhỉ ý tưởng hay đây mợ mới học được cách cách vẽ cây sung đây kiểu này đúng không nhỉ đây Ôi, vẽ cây cực đỉnh luôn Không đứa nào vẽ vượt qua mợ Này nhá Đấy Ui, kinh chưa Ui, Cây cũng sử dụng mà toán học vào nhá Ui, cái cây này khẳng khiêu quá Đây Đấy Đây là quả sầu riêng to đùng này Có nhiều gai sầu riêng đây đỉnh không đỉnh không các bạn nhìn thấy mở vẽ cây sầu riêng đỉnh không nhá cây thông được <laughs> cây thông được đó <laughs> ok ok và bây giờ à, bởi vì là các, có bạn những bạn nào hôm trước đã học delta của mợ rồi nhở đã học công thức delta rồi nhở mợ nhắc lại nhá hôm trước là vẽ san hô cả cái đỉnh thế, nét vẽ thép chào con cây gì vậy mợ cây sầu riêng không nhìn thấy cây sầu riêng à mợ vẽ cây sầu riêng quá đỉnh đúng không các con rồi nhớ xe về tường nhá nhớ xe về uh, nhóm nhá nhớ xe nhớ xe cho mợ nhá ok để mợ chia sẻ lên nhóm rồi có những bạn nào đã làm bài tập rồi nhở có những bạn nào đã làm bài tập rồi? À, 2K 2K Ok Đăng rồi Bắt đầu nha, bắt đầu vào học thôi Bây giờ chúng ta phải học rồi Để cho kiến thức không bị quên Để cho kiến thức không bị rơi rớt Đấy, thì chúng ta sẽ ôn lại kiến thức một chút ôn lại delta một chút nha ôn lại delta delta bên cạnh cây sầu riêng được chưa đây này bây giờ mới xem là đứa nào là uh, không nhớ bài đây này ồ ngồi thường biết ngay là kiểu gì mà cũng hơi lag, chắc hôm nay trời mưa nên là chúng nó bị lag hơn một chút đấy <laughs> đã nhìn ra hai tam giác đồng dạng rồi rồi bây giờ mình sẽ ôn lại công thức delta nhá công thức nghiệm bên cạnh cây sầu riêng công thức nghiệm hay gọi là mình gọi chung là công thức delta nhá đấy Đấy, được chưa? Công thức delta thì chia làm hai loại. Một là tổng quát. Đấy, hai là thu gọn này. Không biết có đứa nào nhớ không? Rồi tổng quát thì cô sẽ nói đến công thức của delta bằng gì? Delta bằng gì này? Đây, cô có tam thức bậc 2 a x bình cộng b x cộng c bằng 0 này. A khác không? Được chưa? Đây, tam thức bằng 2 của mợ đây. Được chưa? Em không làm bài nên đứng góc nhà. <laughs> Nhung Nguyễn điện thoại điện thoại con hôm nay Lắc kinh mợ ạ. À? Ờ chắc là do cá cắn cáp hoặc là do trời mưa. Đấy các bạn cố gắng vào xem livestream mợ nhá. Nếu mà uh, các bạn chưa xem kịp thì có thể là uh, Xe share về share về nếu mà là học sinh của mợ thúy thì hãy share bài nhá. Rồi, thế anh đã comment rất chính xác rồi đây. Đấy, mở mợ dạy Delta chắc là ba lần rồi bạn hôm nào mà mợ livestream là mợ cũng phải nhắc lại công thức Delta cho chúng ta nhớ được chưa B bình trừ 4 AC nhá hôm nay mà đứa nào mà không nhớ cái này là ra gốc sầu riêng ngồi đây này không nói nhiều này đấy đấy nhá đấy ok chưa còn thu gọn này hôm trước là có nhiều bạn hỏi mợ là mợ ơi công thức thu gọn hay là Delta phẩy ấy, thì sử dụng khi nào công thức thu gọn thì sử dụng khi sử dụng khi khi b của mình là số chẵn nha sử dụng khi b của mình là số chẵn và và nó bằng hai lần của b phẩy hay nói cách khác là chúng ta sẽ quy về b phẩy bây chúng ta sẽ quy về b phẩy b phẩy sẽ bằng b chia cho hai được chưa chúng ta quy về b phẩy như vậy thì delta của mình sẽ bằng là delta phẩy sẽ bằng là b phẩy bình đúng không trừ đi ac Đấy chưa? Đây là công thức delta phẩy này Công thức thu gọn sử dụng khi B chẵn Đấy chưa? Chúng ta sử dụng khi B chẵn Còn công thức tổng quát Tức là công thức delta này Trường hợp nào? Đây Tất cả nhá Tất cả các phương trình đều sử dụng được Đấy chưa cái này sử sử dụng cho tất cả các phương trình, còn đây thì mình sử dụng khi b, hệ số b của mình là số chẵn. Nếu b không chẵn thì mình sẽ không sử dụng được công thức delta phẩy. Các con nhớ nhá. Đấy, Quốc Khánh Nguyễn không biết, con chưa biết delta là cái gì đúng không? Thế thì Quốc Khánh Nguyễn phải xem gấp lại những uh, livestream của mợ trên page trên chính pet này này đấy buổi trước buổi trước nữa là mợ dạy về delta để tổng hợp tất cả rồi và con con nhớ là cái bài công thức nghiệm thu gọn này công thức nghiệm của chúng ta thì sẽ không được các thầy cô giáo dạy lại ở trên trường đâu chúng ta chỉ có ôn sơ qua thôi còn những cái kiến thức này bởi vì là nó đã có trên truyền hình uh, truyền hình của uh, của các địa phương rồi đấy truyền hình trên địa phương này các thầy cô giáo dạy qua mạng này nên là nó sẽ không được dạy lại ở cấp ở, khi mà các con đi học lại đâu nhá nhớ đấy rồi delta là cái hình tam giác đây công thức nghiệm đây là delta delta cái này đọc lại là delta nhá delta đấy bởi vì là nó đen mà đấy bởi vì nó đen mà nó lại là người ta nên nó gọi là delta <laughs> đấy chưa rồi ok lê ngọc y con xe lại về tường nhá rồi xem lại nhá ok rồi chào thanh hà bây giờ chúng ta bắt đầu vào áp dụng đây chúng ta sẽ áp dụng hai cái công thức này các con nhớ chưa chúng ta sẽ học lại à, sử dụng hai công thức này để giải các phương trình sau ấy đối với các cái phương trình mà có căn này thì chúng ta nên sử dụng delta để làm nhá và chỉ sử dụng delta mở ngoặc này sử dụng công thương nghiệm công thương nghiệm Đấy, có đứa nào sử dụng công thương nghiệm chưa mà giải các bài này không sử dụng công thức nghiệm công thương nghiệm nhá ok rồi thế bây giờ mình bắt đầu làm nhá hôm nay mà đứa nào vẫn chưa làm được thì một là phải xem lại. Like. À, vậy mợ đen hay trắng chứ mợ chắc là trắng ta mất đúng không mợ là trắng ta còn còn chắc là có nhiều bạn thì là đen ta đấy còn mợ thì là trắng ta ok chưa chúng ta bắt đầu áp dụng đen ta vào giải câu a nhá áp dụng đen ta vào giải câu a chào minh thư chào con rồi Đấy chưa mọi để lại cái 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 cây này ở đây cho chúng ta nhìn nhá. Đấy, đứa nào mà không giải được là tự giác ra ngồi gốc sầu riêng. Các bạn biết ra gốc sầu riêng làm gì không? Tự giác ra gốc sầu riêng. Đấy, đứng bên cạnh gốc sầu riêng và đập đầu 10 cái tự nhiên thành uh, thiên tài luôn. Đấy, các con biết vì sao mà Newton trở thành thiên tài rồi đấy đúng không? Quả táo phải rơi vào đầu, phải có cái gì rơi vào đầu thì mới giỏi được đúng không? <laughs> ok. Bây giờ mình bắt đầu nhá Ơ đây còn có cả nâu ta. <laughs> Nếp vẽ tiếp là còn đâu ta cơ à? Xíu đấy Rồi bài 1 nha Hey yeah Oh yeah bài 1 nào các bạn ơi Bài 1 của chúng ta nha Câu A này Ý A chúng ta có X bình trừ 2 căn 3 X trừ 6 Bằng 0 Có bạn Ngân Nguyễn Ngân Nguyễn là hỏi mợ là uh, Mợ ơi công thức thu gọn Delta phẩy sử dụng khi nào? Mợ ơi, công thức tổng quát sử dụng khi nào? Thì đây là mợ đã giải thích cho Ngân Nguyễn rồi nha Tiếp nữa này, có nhiều bạn bảo là Mợ ơi, con biết công thức rồi Con học thuộc công thức rồi Nhưng mà con không biết trình bày thế nào Con cũng không biết áp dụng vào bài thế nào Thì bây giờ Quan sát nha, chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa Được chưa? Cùng quan sát lại mợ trình bày một lần nữa nha Đấy Trình bày như sau này Làm thế nào để sử dụng được Delta này Nhìn nhá! Ok! À, chúng ta có gì? Ta có này! Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê ABC ra Hệ số ABC của mợ đâu? Đây! À, chúng ta có tam thức bậc 2 là Phương trình bậc 2 một ẩn là AX bình cộng BX Cộng C bằng 0 Với A khác 0 Đây là phương trình bậc 2 một ẩn nha. Với điều kiện là A phải khác 0 Thì đây mới trở thành phương trình bậc 2 một ẩn Ok chưa? Và chúng ta sẽ liệt kê A là gì, B là gì và C là gì. Đúng không nào? Ta có này. Ta có. Đấy, đối với phương trình bậc 2 một ẩn này thì A của mình là bằng bao nhiêu? B của mình bằng bao nhiêu? Và C của mình bằng bao nhiêu nhỉ các con nhỉ? A của mình bằng bao nhiêu đây? Rồi bảo Hưng câu B là điểm phụ đồng ý luôn. Đồng ý cả hai tay. <laughs> Vũ Minh Quang chắc tí sẽ thành giờ nhạc sớm thôi Còn lâu nha Mợ chỉ có giờ nhạc đầu với giờ nhạc cuối Để chúng ta cảm thấy thoải mái khi vào xem live stream của mợ thôi Đỗ Mai Dung Có nghe thấy tiếng có, có tiếng mèo Không có, không có Nhà mợ có nuôi mèo đâu Ok nha Rồi A bằng mấy A bằng một đúng không Đây A đây Đứng trước x bình thì là A Như vậy là một này B là trừ 2 căn 3 các con nhá Trừ 2 căn 3 C là bằng trừ 6 -6. Ok chưa? Và rồi, dễ quá mở ạ, à. Phan trọng độ siêu nhỉ. Ok, Lương Thị Huyền mờ quá. À, Lương Thị Huyền ơi, chắc là do đường truyền mạng đấy con ạ. À. Rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta khi sau khi có A, B, C rồi thì chúng ta sẽ tính đến delta. Delta sẽ tính như sau này. Delta A. À. Thôi được rồi, chúng ta sử dụng delta cũng được nhá. Mợ sẽ làm làm theo delta đi, bởi vì mợ viết lỡ vẽ delta rồi. Delta của mình sẽ bằng B bình trừ đi 4AC đúng không? Đúng không nào? Vậy B của mình là bao nhiêu? B của mình là trừ 2 căn 3. Chúng ta thay vào đây. Ngựa trời đã cho ta chỗ đứng thì ta phải đứng đúng chỗ đó đúng không nào? Như vậy thì trời đã cho ta chỗ đứng đây thì mình phải đứng đúng chỗ đó. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ có trừ 2 căn 3. Tất cả bình phương. Đấy, thay vào thôi. Rồi dấu trừ với số 4 này, giữ nguyên này. Rồi nhân với A đúng không? A của mình bằng 1 nhân vào đây C của mình bằng 6 Mình nhân vào đây Ok chưa? Vậy delta của mợ là bằng bao nhiêu đây? Delta của mợ là bằng bao nhiêu? Rồi ta có là gì? À, chúng ta sẽ ấn nguyên Nhập nguyên cái biểu thức này Vào máy tính nhá Chúng ta nhập nguyên cái biểu thức này vào máy tính cho mợ Thì ta sẽ có được là bao nhiêu đây? Đây trừ à, 2 Căn 3 Đấy các bạn đề phòng trong phòng thi là chúng ta tính nhầm là hay bị sai Nên là mình sẽ nhập nguyên cả phép tính này vào Được chưa? Cho chắc chắn Như vậy là delta của mình là bằng 36 này Delta là bằng 36 Như vậy delta là bằng 36 nhá Như vậy thì phương trình Như vậy phương trình Có hai nghiệm phân biệt là các con để ý này delta của mình đang là 36 và lớn hơn không đúng không nào lớn hơn không đúng không từ đó suy ra thì là phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt delta lớn hơn không thì phương trình có hai nghiệm phân biệt đúng không nào rồi ngô thương dùng delta phẩy cũng được không sao nhá bởi vì hệ số b của mình là số chẵn ok chưa đấy rồi như vậy thì x1 của mình sẽ có công thức như sau này x1 là bằng trừ b trừ căn delta đây là công thức trong sách giáo khoa nhá trên 2A Đây là công thức trong sách giáo khoa nhé các con nhé Hôm trước là mợ đã bảo uh, mợ đã dạy rồi đấy Những bạn nào mà vẫn chưa nhớ được công thức này Thì chúng ta xem lại các live stream của mợ hôm trước Được chưa nào hôm thứ tư với hôm thứ ba đấy Là mợ có dạy bài này rồi đấy Rồi tắt các bạn vào xem live stream của mợ nhá Tắt các bạn vào xem live stream nhá Và sau đó thì share lại về tường các con nhé Nếu mà là học sinh của mợ thì hãy share về tường Yeah Đến cuối giờ thì chúng ta sẽ hát uh, quốc ca theo giai điệu mới Giống như mợ thùng y hát Ok Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thay vào đây này B của mình bằng cái này, được chưa? Nhưng mà trừ B, mà B ở đây Như vậy thì dấu trừ giữ nguyên này Mở ngoặc, anh B của mợ là bằng trừ 2 căn 3 Thay vào Đối với bài tập này thì rất nhiều bạn sẽ bị sai dấu Nên các bạn cẩn thận nhé Trừ đi căn này, delta bằng 36 Các con viết 36 vào đây Rồi, trên 2A 2 nhân với A của cô là bằng 1 Nên là mợ sẽ viết vào như thế này Được chưa? Và các bạn ấn lại máy tính cho mợ Ấn máy tính xem là phép tính này sẽ bằng bao nhiêu nhá Rồi này Trừ mở ngoặc trừ 2 căn 3 Đấy chưa? Đóng ngoặc trừ đi căn của 36 trên 2 nhân 1 Nhập nguyên si cái phép tính này vào máy tính Đấy chưa? Nhập, nhập nguyên si vào thì chúng ta sẽ không bị sai đâu Ok, như vậy thì kết quả của mình là bằng trừ 3 cộng với căn 3 nhá, chúng ta còn trừ 3 cộng với căn 3. Cộng căn 3. á à, đề phòng là vào phòng thi là chúng ta rất bị ngáo, bị ngáo lắm nên là thường thì cái phép tính này này là bị bị nhầm ấy. Bình thường ở nhà là làm rất là siêu như một thần tiên nhưng mà đến khi đi thi thì không biết là sao mà mình lại bị lú bị lú lại thành ăn mày mới khổ chứ đúng không lại có đà cầu bổng pháp thì toang đấy đúng không nào được chưa? X2 này Công thức của X2 của mình sẽ là Trừ B cộng với căn delta Trên 2A Ok không nào? Đây là công thức của X2 nhá Và chúng ta sẽ thay vào tương tự Là chúng ta có trừ này B của mợ là trừ 2 căn 3 Thì chúng ta thay vào đây Thì có là trừ đi 2 căn 3 nhá Được chưa? Rồi cộng với căn delta Tức là mình sẽ có là căn của 36 đúng không nào? Như vậy mình sẽ có là cộng với căn của 36 trên trên 2 nhân với 1 được chưa A của mợ bằng 1 mà mình thay luôn vào được chưa mợ mong là các bạn sẽ học được cái cách trình bày này của mợ tức là mình sẽ viết công thức trước sau đó thì mình sẽ thay dấu uh, thay số vào được chưa để mà mình có một cái bài làm thật là chính xác không bị ôi Vương Nhi ơi Vương Nhi mợ có bơ đâu mợ đang giảng thôi nha Vương Nhi ơi À, nguyễn đức cảnh chán thật ao ra học zoom rồi mà thầy bị ao <laughs> thế thì nguyễn đức cảnh vào học mợ nhá nhớ tác các bạn vào học cùng mợ tác cả các bạn học zoom đang học zoom vào đây luôn cho thành siêu đẳng cấp xem nào được chưa rồi tương tự thì mình sẽ ấn nguyên lại thôi nào mình sẽ thay dấu này bằng dấu cộng là xong đúng không nào đấy thay dấu này thành dấu cộng là xong đúng không Tương tự này y hệt luôn nhá Và bằng luôn x1, x2 có thể đổi vị trí chính xác Như vậy là mình có 3 cộng căn 3 Kết quả của mình là 3 cộng căn 3 đúng không nào? Đúng thì comment đúng Sai thì con, à, đúng thì comment D Còn à, sai thì comment S cho mợ nhá Thanh Trương ơi không nha X1 và X2 thì chúng ta có thể đảo lộn được cho nhau Con có thể nói anh này là X1, anh này là X2 cũng được không sao cả Đấy chưa? mình cái đấy là gọi là tên gọi thôi tên gọi của nghiệm thôi các con muốn ghi cái anh nào là x1 uh, x2 đều được đấy uh, nhưng mà cái công thức này của mình là phải đúng cái công thức này này quan trọng là công thức còn tên gọi thì thế nào cũng được chúng ta phải quan trọng công thức đấy đây này hai cái anh này là anh anh em này hai anh này là anh em buồn nhà đấy các con còn nhớ uh, sinh đôi về sinh riêng không được chưa và kết luận cho mợ nhá kết luận tự kết luận được chưa tự kết luận cho mợ nhá Ok chưa? Rồi. Như vậy bây giờ mới xong câu A, câu A là cái câu mà khởi đầu nên là mợ mới, mợ mới giảng kỹ thế, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chuyển đến câu B nhá. Câu B nhỏ Câu B, câu B mình làm ra đây. Câu B mợ sẽ chép đề. Câu B các con nhìn thấy không? Câu B này. Rồi, mợ sẽ trình bày nốt câu B và mình sẽ chuyển sang uh, câu C ngay sau đây. 3x mũ 4 này trừ đi 5x bình trừ đi 28 bằng 0. Cho đến bây giờ thì có rất nhiều bạn uh, nhắn tin hỏi mợ là mợ ơi, đối với phương trình này thì con sẽ con sẽ giải quyết nó như thế nào? Isuka Sido, mợ ơi thằng An bỏ nó nó bỏ con rồi. <laughs> đấy, Hương Uni là còn nhớ cả vô sinh này này, Quốc An, Quốc An vừa bỏ uh, bỏ 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 bạn bên trên à con? Con vừa bỏ bạn bên trên à? Đi đâu đấy? ok rồi mợ chứng minh tại sao một cộng 1 bằng hai đi quá giời, đơn giản thôi thế bây giờ mợ đố con nhá là uh, một một bạn nam với một bạn nữ thì cộng lại thành mấy cộng lại thành mấy nào Tất nhiên là bằng hai bạn rồi đúng không? Một bạn nam cộng với một bạn nữ tất nhiên là bằng hai bạn rồi. Còn ra cái bạn số 0 ấy là bạn ấy ở trong bụng ai biết được đâu, đúng không? Bạn ấy vẫn đang là số 0 mà. Như vậy thì một bạn nam cộng một bạn nữ thì bằng 2 cộng với 0. Thì hai đấy là hai người và cộng với uh, số 0 đấy, cái bạn số 0 đấy thì bạn ấy ở trong bụng. Được chưa? Hợp lý không? Hai, 1 cộng 1 bằng 2 chắc chắn luôn. Đấy. Rồi, đây là phương trình trùng phương rất nhiều bạn đã comment đúng chính xác trùng phương nhá nghe cứ nghe cứ như kiểu là cửu trùng cái gì gì cửu trùng đài à? à, trùng phương quên phương đâu phương đâu bạn nào tên là phương nào comment cho mợ các bạn tên phương rất là xinh đẹp các bạn tên là phương rất là xinh đẹp hôm nay có gốc sầu riêng nhá lát nữa mợ sẽ show cho các con gốc sầu riêng mợ mợ, mợ vẽ ở đầu giờ à, bảo hưng mợ chứng minh chưa thoải mái à, mợ chứng minh chưa thỏa mãn à ra bé bi <laughs> ôi giời ơi ok nhá rồi đối với phương trình trùng phương thì bước đầu tiên là mình sẽ đặt đặt ẩn phụ nha đặt t bằng x bình nhớ cho mợ là t của mình sẽ phải lớn hơn bằng không bởi vì là x bình luôn lớn hơn hoặc bằng không nên t cũng vậy thế như vậy thì phương trình bên trên phương trình này của mợ mợ đặt đây là phương trình một này Đấy chưa? Bạn đặt đây là phương trình 1 Thì phương trình 1 tương đương với Tức là phương trình này sẽ được đổi thành phương trình theo T Chúng ta sẽ có là 3T bình Trừ đi 5T Trừ đi 28 Bằng 0 Đấy chưa nào? Đó Các con đặt đây là phương trình sao đi Đặt đây là phương trình sao Còn bên trên phương trình theo X Thì là phương trình 1 Phương trình theo T Thì là phương trình sao nhá Đấy chưa? Rồi, <laughs> ok nhá yeah. rồi như vậy thì đối với phương trình này thì chúng ta lại quay trở lại phương trình bậc hai một ẩn đúng không nào và mình sẽ liệt kê ta có ta có này delta của mình à a của mình mình liệt kê a b c trước mà a của mình bằng bao nhiêu a của mình bằng 3 này b của mình là bằng trừ năm này trừ năm này và c của mình là bằng trừ hai mươi tám không biết phương trình này có vô nghiệm không nhỉ? Mợ thích vô nghiệm lắm Đấy, bởi vì vô nghiệm chúng ta không cần phải trình bày nhiều Đấy chưa? <laughs> ok, rồi Như vậy delta của mợ là bằng Delta bằng B bình trừ 4AC Không biết biết nhiều này chúng ta có nhớ không nhỉ? Đơn nào mà không nhớ thì tự giác Đậm đầu xuống gối tự vẫn cho mợ nha Không nói nhiều Hoặc không thì tự giác ra gốc chuối Tước tơ chuối và treo cổ Đấy, được không? Mà mợ nhắc nhỏ là Nhớ là tước cái tơ nhỏ nhỏ thôi nha tước cái tơ dày là không ai cứu được đâu rồi <laughs> ok là b nè b bình là trừ năm bình đúng không rồi trừ đi 4 này a của mình là bằng 3 nhân vào c của mình là bằng trừ hai rồi bây giờ thì ấn cho mợ xem là à, cái anh này bằng bao nhiêu nhá rồi ôi cứ viết cả vào không ai vào phòng thi không ai chê mình lười đâu chưa, vào phòng thi là không có ai chê uh, bạn ơi Bạn sao bạn lười thế, chả có ai dỗi hơi cả Được yeah. trăm Ok, bằng 361 Ủa, thiếu 4 đơn vị nữa là hình 365 Hay quá ta Không biết mở viết đúng chưa nhỉ Chắc là mở viết đúng rồi 361, không biết căn ra có đẹp không Căn của 361 bằng U u u Căn của 361 bằng 19, đẹp các bạn ạ à. Tức là căn delta của mình là bằng 19 Rất đẹp, rất đẹp các con có thể có nhiều bạn bảo là mỡ ơi sao tại sao mỡ không uh, suy ra căn delta bằng bao nhiêu luôn? Thì bây giờ mỡ suy đây các con suy cũng được. Căn của delta bằng 361, được chưa? Cái bước này là các con làm cũng được không cần làm cũng được. Đấy, căn của 361 là bằng 19, đẹp quá ta. Haputa, ta câu đề Vương trình Ôi, vui quá Vân đã. Vân đã cung cấp cho mỡ một thông tin là câu đề của chúng ta vô nghiệm các con ạ. À. Vui quá, mong đến làm câu đề quá ta. Được chưa? Rồi, oh yeah. Phương Trình có hai nghiệm phân biệt là bởi vì delta của chúng ta lớn hơn không delta mà lớn hơn không thì phương trình có hai nghiệm phân biệt mà đúng không nào như vậy thì x 1 sẽ bằng là đấy các con thay đổi công thức đều được nha x 1 bằng trừ b mỡ thích này trừ đi căn delta trên 2 a và các bạn thay vào đây nhá nào trừ này b của mình là bằng trừ năm Đấy, rồi trừ đi căn delta, trừ đi căn delta, căn delta bằng 19, trừ đi 19. Trên 2 nhân với này a của mình bằng 3 thay vào. Được chưa? Và bằng này. Đấy, cái này thì ấn luôn mày tính cho mợ nhá, cho nhanh, khỏi phải ấn nhiều đúng không nào? Đấy. Rồi trừ đi 19 này trên 2 nhân 3 Đấy, nhập nguyên si nó vào Có phải bằng trừ 7 phần 3 không? Các con comment đúng hay sai cho mợ nhá Có phải bằng trừ 7 phần 3 không? Nhớ nhá, có phải bằng anh này không? Nếu mà đúng thì comment D mà sai thì comment S cho mợ để mợ biết nha. Đúng hay sai. Rồi tương tự thì chúng ta có x2. x2 bằng trừ B này cộng với căn delta này trên 2A này và bằng này trừ B của mình bằng trừ 5 chúng ta viết nguyên xuống. Có điều là chỉ thay dấu những này thành dấu cộng thôi. 19 trên 2 nhân 3. Đấy, anh ba của mợ đây. Rồi, bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng bao nhiêu? Con à, máy tính cho mẹ xem là bằng bao nhiêu này? a à, bằng 4 đẹp quá. Bằng 4. Đúng hay sai? Đúng hay sai? À phương trình của mình cơ, phương trình phương trình này phương trình sao cơ không phải x đâu. Phương trình sao nên không phải là phương trình x mà phải là t. T1 và T2 nhé các con nhé Để ý kỹ, thật là kỹ đối với những bài tập này Là chúng ta phải là T Chứ không là x đâu những bạn nào mà ghi x là chúng ta bị sai đấy chúng ta đang giải cái phương trình sao này theo công thức nghiệm nên là chúng ta phải là t mà ẩn của mình là ẩn t mà đúng không đó như vậy thì đối với ẩn t thì t phải lớn hơn hoặc bằng không mà anh này là nhỏ hơn không rồi đây này nên là chúng ta loại cái anh này loại và chúng ta chọn cái anh này như vậy thỏa mãn được chưa như vậy thì chúng ta có t là bằng t là bằng 4 đúng không nào t bằng 4 À, như vậy thì suy ra x bình cũng bằng 4 đúng không nào Bởi vì t của mình là bằng x bình Nên chúng ta suy ra được x bình bằng bằng t và bằng 4 đúng không nào Rồi Trần Thị Bích Phượng Ôi lâu lắm mới gặp con yêu quá Rồi mà x bình bằng 4 đây, Ở đây có rất nhiều bạn là sẽ ghi như thế này Tương tương với x bằng 2 Ui ra phòng thi kiểu tự hào lắm Ta là đúng hết rồi mày làm sai thế là thế mà bài này mình ra mấy nghiệm ôi tao ra tao ra x bằng hai hai nghiệm đây hỏi chấm x bằng hai là hai nghiệm mà <laughs> đấy nếu mà gặp tình trạng đấy là thôi không cần nói gì luôn tự đi về nhá rồi phi dương ok được chưa? Như vậy thì x bằng 2 không đúng, chưa đúng mà x còn phải bằng x bằng trừ 2 nữa mới đúng bởi vì cả hai giá trị này bình phương lên thì đều cho kết quả bằng 4, nếu chưa? Rồi hiệp chưa có người yêu. <laughs> ok ok nhá. Đấy, cộng trừ mới đúng, đúng rồi, xong vô chính xác. Như vậy các bạn kết luận cho cô nhá. Kết luận phương trình có nghiệm là x bằng cộng trừ 2. à, đúng chưa? Như vậy là mình kết thúc câu B nhá. Đây có rất nhiều bạn comment đáp án câu C với câu D rồi. Đấy chưa? Đó, các bạn về nhà giải tiếp và làm tiếp cho mợ bài 2 đấy nhá. Câu C, câu D này. C này, D này. Với bài 2, có thời gian thì ngày mai mợ sẽ chữa và à, các con làm xong thì các con đăng trên group 2k5 ôn thi Quyết tâm ôn thi vào 10 nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ thì sẽ đến bài chính của ngày hôm nay Đó là bài 3 Bài 3 mới là bài chính của mợ ngày hôm nay Thấy chưa? Hôm nay chúng ta sẽ giải và biện luận phương trình bậc 2 một ẩn Chúng ta sẽ giải và biện luận phương trình bậc 2 một ẩn Đó, có nhiều bạn hỏi mợ là mợ ơi biện luận là gì? Thế các con ơi biện luận là gì nhỉ? <laughs> Hiểu chưa có người yêu mợ không bơ con <laughs> Thế các con ơi uh, biện luận là gì? Vũ Minh Quang Cho con xin phép nhắm mắt xuôi tay Chứ bây giờ con không qua khỏi rồi Là sao nhỉ? Mợ, mợ vẫn chưa hiểu à, Xong vô chỉ mong Phương Trình Phương Trình đừng đẻ con <laughs> Chỉ mong Phương Trình đừng đẻ con Mới buồn cười Chết rồi, tôi chết tôi. Nào Chào Lan, chào con, chào Tùng Dương Rồi các con ơi, thêm biện luận Phương Trình thì mình là gì? Biện luận Phương Trình thì là gì? Đây, cái câu này nó sẽ giải thích cho các con đây chính là ví dụ là chúng ta biện luận phương trình tức là chúng ta sẽ tìm tham số m sao cho phương trình có các uh, nghiệm thỏa mãn ví dụ như là có hai nghiệm phân biệt này có nghiệm kép có vô sinh đấy uh, phương trình có hai con phương trình có con sinh đôi và con phương trình đấy vô nghiệm Đấy chưa nào? Và mợ rất mong là phương trình này vô nghiệm bởi vì để mợ dỡ uh, vô vô sinh. Mợ rất mong là phương trình đấy vô sinh để mợ đỡ về giải, đúng không nào? Có bạn nào cùng chính xác rồi trung tím biện luận. <laughs> Quốc Khánh Nguyễn lại biện luận là đi cãi lộn nào. <laughs> cãi lộn xem là nó cãi lộn xem là nó 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 sinh con phân biệt hay là sinh đôi hay là vô sinh này đúng không? Có bạn nào thấy không? <laughs> ok. Rồi, Thầy em giảng nên em hiểu thôi Biện luận cái câu này Cái câu này chính xác là chúng ta sẽ đi biện luận số nghiệm Biện luận số nghiệm hay là thảo luận về số nghiệm Thảo luận hay là tìm điều kiện để phương trình này có bao nhiêu nghiệm thỏa mãn đấy Đúng không nào? Rồi các bạn giải cho mọi câu A nhé Câu A nhỏ này Chúng ta có phương trình Đây, phương trình này Và giải phương trình một khi m bằng 4 Giải phương trình một khi m bằng 4 đây Thế tức là phương trình này đối với câu A này thì chúng ta sẽ thay m vào m bằng 4 và phương trình 1 đúng không nào? Chúng ta sẽ thay m bằng 4 vào phương trình 1 và giải bình thường đúng không các con? Rồi các bạn cùng làm nhá, cùng làm với cô nhá. Bài 3 này chúng ta có câu A. Khi m khi m bằng 4 thì giải phương trình như thế nào? Khi m bằng 4 đấy chúng ta giải phương trình mồi khi m bằng bốn nhá không nhá quốc an nhá không có đâu nhá <laughs> mợ đang nói đến phương trình vô sinh nhá <laughs> phạm, phạm trâm sau chuyển qua sinh học rồi mợ ơi <laughs> ôi con cứ học livestream của mợ nhiều và con còn thấy là môn toán của mình ấy nó còn liên môn với tất cả các môn này hóa này uh, vật lý này sinh học này văn này ui giáo dục công dân nữa cơ nhiều lắm học môn toán là học được tất cả các môn con không biết à con có biết điều đấy không rồi chưa rồi giờ khi m bằng bốn thì chúng ta thay vào thay vào một thì phương trình một sẽ phương trình một có dạng rồi chưa khi thay m bằng bốn vào thì chúng ta phương trình một có dạng là x bình này trừ đi m bằng bốn thay vào đây ngựa trời đã cho ta chỗ đứng thì ta phải đứng đúng chỗ đó đúng không nào đứng đúng chỗ này cho mợ nhá đừng có bạn nào đi lung tung bây giờ mà ra khỏi nhà là uh, bị phạt đấy đi đây là các con chỉ cần đi ra khỏi nhà mà đi uh, kiểu ngáo ngáo đi lơ mơ uh, hôm nay buồn quá đi ra ngoài ngắm cái hồ cái là thôi bị phạt tiền đấy mới có luật của 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 chủ tịch hội uh, cái gì nhỉ chủ tịch uh, thành phố hồ, uh, thành phố hà nội các con nhớ không vừa mới có xong bây giờ mợ mà uh, ví dụ như hôm nào mà stress quá kiểu dạy hai k năm mà các chúng nó lại không share bài không tác các bạn vào hay là không ủng hộ đấy thì là mợ sẽ bị ngáo ngáo xong bị stress xong rồi bắt đầu đi thẫn thờ xong đi linh tinh thế là chủ mợ bị phạt thế là các con toang đấy chưa cẩn thận nhá rồi ôi siêu lag cơ à ồ thế thế thì hóa ra là hôm nay mạng lag quá vì vậy nên các bạn share lại về tường nhá share lại về tường để xem lại nhá bài hôm nay khá là hay được chưa rồi x bình này trừ đi 4 x cộng với 4 trừ 3 đúng không? m 4 mà cộng với 4 trừ 1 sorry, cộng với 4 trừ 1 bằng 0 này, được chưa? Thế vậy chúng ta có phương trình chốt cuối cùng là phương trình của mình. Sau khi thay m vào chúng ta được phương trình như sau, trừ -4x cộng 3 cơ bằng 0 và chúng ta có phương trình này, được chưa? Và bây giờ mình phải giải phương trình này. Đấy, có bạn nào nhìn thấy là à, hệ số của mình cộng tổng của các hệ số cộng lại bằng 0 không? Đấy, phải có cái nhạy cảm nhá, có cảm giác là tổng hệ số của mợ <laughs> Linh Chi nhớ bộ móng của mợ quá Bởi vì Covid nên là mợ không thể đi làm móng được Buồn, siêu buồn thấy chưa? Rồi ta thấy nha Ta thấy này Có cảm giác là tổng của chúng nó bằng 0 đây A bằng 1 B bằng trừ 4 C bằng 3 Đúng không nào? Hệ số của mình Chính xác chưa? Đấy Mà à, uh... chưa? Tiếp nữa này A cộng B cộng C Thì bằng này chúng ta có một này B của mình là trừ 4 Cộng với trừ 4 C của mình bằng 3 cộng lại Cộng lại đúng không? 1 trừ đi 4 cộng 3 chính xác là EZ bằng 0 luôn EZ luôn đúng không nào? Bằng 0 này Như vậy thì à, Như vậy phương trình Phương trình Có hai nghiệm Là x1 sẽ bằng bao nhiêu nếu mà a cộng b cộng c bằng 0 thì x1 của mình sẽ bằng bao nhiêu nhỉ các con ơi x1 của mình bằng bao nhiêu rồi dùng delta ta phẩy được không ạ à, thanh, thanh, thương được con nha dùng delta ta phẩy được nhưng mà đối với bài này thì cách này là cách nhanh nhất đây là chúng ta sử dụng cách gì cách này là cách gì phương pháp gì đây đừng quá Nha, chúng ta sử dụng delta vào đây công thức nghiệm cũng được nhưng mà đừng quá công thức quá mà chúng ta có thể sử dụng cách nhanh hơn đúng rồi đây đây chính là phương pháp gì nhỉ á à. phương pháp gì đây rồi x1 của mình thì bằng bao nhiêu x1 bằng 1 <laughs> quốc an là x1 bằng x1 à rồi, Yến Yến là x1 bằng 1 chính xác Bởi vì A cộng B cộng C tổng của các hệ số bằng 0 Thì chắc chắn là sẽ có một nghiệm bằng 1 Đấy chưa nào Và nghĩ x2 sẽ bằng C trên A Có nhớ công thức này không? Đó Và C trên A, C của mình bằng 3 A của mình bằng 1 thay vào đây 3 phần 1 và bằng x2 bằng 3 Đấy chưa? Phương pháp này là phương pháp gì? Chính xác rồi Yến Yến Phương pháp nhẩm nghiệm Nhanh hơn nhiều, nhanh hơn nhiều đảm bảo luôn đảm bảo máy tính cũng không cũng không thể nhanh được bằng cái á, phương pháp này của mình cơ mà đấy để ý nhá chúng ta phải có cảm giác là tổng của các hệ số bằng không ok chưa và bây giờ chúng ta kết luận nhá kết luận m bằng bốn thì phương trình có hai nghiệm là x một bằng một chấm phẩy x hai bằng bằng ba đấy các con uh, kết luận cho mợ nhá ok rồi tiếp theo mà mình sẽ chuyển đến câu b nhỏ Câu B nhỏ của mình đó là à, tìm M để phương trình 1 Phương trình 1 của mình đây Để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt Nào, bạn nào có thể cho mợ được cái điều kiện không? Điều kiện để có phương trình có hai nghiệm phân biệt là gì? Rồi, nào Điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt là gì? Đấy Bây giờ mới đến bài ngày hôm nay đây này Bây giờ mới đến bài ngày hôm nay đây này thế anh coi clip của mợ thời gian như ngừng trôi ôi rồi ôi rồi ơi rồi isuka shido chính xác rồi con có mà bấm không nhanh thôi ạ à. chứ mấy máy tính là một cỗ máy máy tính là một, một cỗ máy tùng dương mình nhầm của nhanh hơn máy nhá mình có sức mạnh còn phi thường hơn cả máy tính con nhá Hãy tự tin vào bản thân mình rồi uh, isuka sido là đã, ra, đã cho mợ một ở uh, đây để phương trình có hai nghiệm phân biệt là cộ, điều kiện của chúng ta đó là delta của mình delta lớn hơn không viết thế này không biết chúng nó có nhìn thấy không đây đấy thế còn uh, có con sinh đôi thì sao sinh đôi thì delta thế nào sinh đôi thì delta thế nào chính xác rồi tiếng đặt hít chính xác con bảo hưng không xếp mở bằng không mà mợ bởi vì sao? Bảo Hương ơi Bởi vì hệ số của mình là khác không rồi Nên chúng ta không cần phải xét cái gì khác không cả Cái gì bằng không và cái gì khác không cả Bởi vì đây là phương trình bậc 2 rồi Được chưa? Đây là phương trình bậc 2 rồi Nên không cần phải chia trường hợp nữa nha con nhé Rồi Thanh Hà xem mượn lift mà mấy chốc Mà khuya mà nhanh mấy chốc mà khuya Rồi Lâm Thị Thu Linh chính xác Để có Đây sinh đôi đây Để có sinh đôi thì delta của chúng ta là bằng delta phải bằng không đúng không thế còn vô sinh thì sao Ây, ấy ấy bây giờ ơi động đến <laughs> Ây, đụng động đến cái uh, vô sinh là chúng nó con mình như điên đúng rồi con mình như điên luôn như máy luôn đúng rồi. đấy động đến vô sinh cái biết ngay delta nhỏ hơn không vô sinh <laughs> động đến vô sinh cái là bắt đầu đấy chưa chưa rồi, delta lớn hơn 0, delta bằng 0 và delta nhỏ hơn 0. Ờ, à, như vậy thì cái cái điểm chung ở đây của chúng ta tức là mình sẽ phải đi tìm delta đúng không? Đấy. Đúng rồi, Nguyễn Đặng Hồng Thảo. Tức là chúng ta phải đi tìm delta đúng không? À, thế bây giờ bước đầu tiên của mình đó là mình đi tìm delta của phương trình này nhá. Đấy chưa? Chúng ta sẽ đi tìm delta. Đấy. Sau ít phút nữa, được chưa? Bây giờ mình sẽ đi tìm delta của phương trình này nhá. Bắt đầu đi tìm delta nào. B này, câu B này Đấy à, Để đi tìm delta thì mình sẽ liệt kê các hệ số ra nhá Đấy ta có Bước này chúng ta đi tìm delta này Bước 1 đi tìm delta Được chưa Rồi ta có mình sẽ liệt kê A bằng bao nhiêu này B bằng bao nhiêu này Và C bằng bao nhiêu ra đây Và các con để ý là hệ số của mình Hệ số của phương trình này của mình là A bằng A bằng 1 đúng không Đấy, A bằng 1 khác không nên là phương trình 1 của mình là phương trình bậc 2 rồi Ok chưa? Đấy, B của mình là bằng trừ M nhá Chứ đừng bạn nào nhầm thành M Đấy, nhầm thành M là toang đấy C của mình là bằng M trừ 1 Đấy, lại nhắc đến những lỗi lỗi sai thường gặp Thì là có rất nhiều bạn là không không ghi cái bước này của mợ ra đâu Tức là chúng ta không có cái bước là liệt kê A, B, C ra Mà chúng ta sẽ nhầm công chúng ta sẽ nhẩm công thức luôn Và nhầm công thức thì chúng ta rất dễ để dẫn đến một trường hợp đó là trường hợp bị sai dấu trong khi tính delta Cứ để ý mà xem, có rất nhiều bạn sẽ bị sai đấy Rồi delta của mình sẽ bằng là B bình trừ 4AC Nhắc đi nhau lại là các con nhớ phải ghi công thức ra nhá Công thức thì chúng ta chỉ cần thay vào là xong, đúng không nào? Rồi, B bình đây, trừ M tất cả bình Rồi, trừ đi 4 Đúng không? A của mình bằng 1 này Nhân với 1 này C của mình là bằng M 1 Nhân với M 1 Cứ bình tĩnh mà ghi ra nhá Rồi dấu bằng sẽ bằng là M bình Đúng không? Trừ đi Trừ đi 4M Đúng không? Trừ 4 nhân M thì sẽ bằng trừ 4M này Trừ 4 nhân với trừ 1 thì chúng ta có cộng 4 Ôi giời ơi Nó hiện ra ngay Delta bằng bình phương chính xác không các con? Đấy khi nào Linh Đinh ơi khi nào học hình ạ à? Uh, nốt ngày mai thì tuần sau mợ sẽ dạy hình cho các con nhá Mợ sẽ dạy hình nhá Rồi m bình trừ 4 bởi vì bài này đang hay Đại của chúng ta đang hay đúng không Đấy rồi ok Bằng gì? Bằng m trừ 2 Tất cả bình nhá Có những bạn nào mà không nhớ ra được cái Cái này tại sao lại bằng anh này Thì đây xin mời các con ra đây để sầu riêng rơi vào đầu để nhớ lại Mời các con ra đây để sầu riêng rơi vào đầu để nhớ lại nhá ok chưa đấy đấy rồi siêu to siêu khổng lồ luôn rồi các con ơi bây giờ thì sao mình có delta rồi và bây giờ để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì cần delta lớn hơn không thì chúng ta sẽ lý luận như sau này đây bước tiếp theo lý luận như sau nhé để phương trình một đây là phương trình một mà anh này là phương trình một mà để phương trình 1 có hai con hai con phân biệt À, hai nghiệm phân biệt thì thì này delta phải lớn hơn không tương đương với đây cái này đây anh này đây m trừ hai tất cả bình lớn hơn không chính xác chưa rồi nhớ lại cái hằng đẳng thức này chưa nhớ lại cái này chưa mợ đã dạy các con rất nhiều lần đấy chưa bởi vì sao à, khi mà yêu cầu m trừ hai tất cả bình lớn hơn không thì thì chúng ta có điều kiện gì thì sao nhở <laughs> thành đạt nhìn cây sầu riêng y như cây hổi ổi con hay vẽ mỗi người được 4 điểm mỹ thuật <laughs> à thành đạt đã bắt đầu kìa cả, cả khịa cả mợ rồi đấy nó cả cả khịa cả mợ đấy nó cả khịa là hồi trước mà mợ vẽ cái cây này xong rồi mợ được 4 điểm đấy đấy giỏi thật đúng rồi học sinh giỏi thật À, có bạn đã comment đúng rồi để có m bình đây các con để ý này m chữ h kết quả bình luôn luôn là lớn hơn hoặc bằng không đúng không và bây giờ để nó chỉ lớn hơn không thôi thì yêu cầu đặt ra là nó phải khác không đúng không nào như vậy thì điều kiện đặt ra đó là cái dấu này cái dấu này phải là dấu suy ra nhá suy ra m trừ hai khác không không có bình phương đâu khác không thôi m trừ hai khác không và tương đương với là m khác 2 Đấy chưa? Đấy không có cái dấu này Chỉ có m chứ 2 khác không thôi Và m phải khác 2 Đấy chưa? Đấy Như vậy thì đây là điều kiện nhá Rồi tiếp theo này Để phương trình có con sinh đôi nè Phương trình một có có sinh đôi Tức là nghiệm kép Hay con kép ấy hay là mợ hay nói thế đây thì delta của mình là bằng 0 đúng không? Delta bằng 0 tức là tức là m trừ 2 tất cả bình của chúng ta là bằng 0 và tương đương với đó là m trừ 2 bằng 0 đúng không nào? Và tương đương với đó nữa là m bằng bằng 2 hay ho không? Rồi ok và Nguyễn Linh đã cho mở kết quả cuối cùng đây. Kết quả của mình cùng đây. Đây để phương trình một vô sinh. Ô oh, nhìn này, xin nữa thì mọi viết vô sinh vào đây này có toang không? giờ vô nghiệm thì thì delta phải nhỏ hơn không và tương đương với chúng ta là m trừ hai tất cả bình nhỏ hơn không à có nhỏ hơn không được không các con anh này có bao giờ nhỏ hơn không không có thấy vô lý không nào các bạn comment vào đây cho mợ nhá nào các bạn có thấy câu này vô lý không có có đáp án không có đáp án không có anh nào bình phương mà lại nhỏ hơn không không? Có bao giờ có điều kiện nào của anh nào bình phương mà lại nhỏ hơn không không? Ui anh này vô sinh là vô sinh toàn tập luôn này Thấy không? Có không có cả điều kiện của mờ để nó vô sinh cơ Đúng không nào? Như vậy cái anh này là vô lý này Ui ơi Gia đình này bất hạnh Gia đình này là bất hạnh Đã vô sinh rồi còn vô vô toàn tập luôn Đấy chưa? Trời <laughs> ơi đấy chưa vô, anh anh này là nghe hơi vô lý nhưng nó lại vô sinh <laughs> đấy chưa đấy gia đình này là bất hạnh quá bởi vì sao đã vô nghiệm rồi lại còn vô vô cả lý vô lý luôn như vậy là toang luôn đấy và bây giờ nói đến uh, kết luận kết luận thì chúng ta sẽ kết luận như thế nào thì kết luận như sau này các bạn để ý nhá chúng ta sẽ kết luận như sau vậy vậy nếu mà mờ uh thế nào nhỉ? M khác 2, M khác 2 thì phương trình 1 có hai con phân biệt, hai nghiệm phân biệt. Đấy, nếu mà M bằng 2 thì thì phương trình có nghiệm kép Đấy chưa? Còn à, không có à, phương không có giá trị m để thỏa mãn không có giá trị m nào thỏa mãn để phương trình vô nghiệm đấy tức là không có anh nào để cho phương trình này vô nghiệm nó chỉ có nghiệm thôi một là đấy một đại gia đình này để là đi siêu âm đây để là, um, chắc chắn nói là anh chị không thể nào mà không có con được kiểu gì cũng phải có hai con hoặc ít nhất là con sinh đôi ok chưa đấy rồi <laughs> vô sinh di chuyển từ đấy em muốn em ha ok ok như vậy là chúng ta kết thúc cái bài uh, biện luận bài số 3 này biện luận đúng không? Đấy các bạn nhớ này uh, Các điều kiện để mình uh, làm trình bày một bài biện luận Thì mợ sẽ tóm tắt lại sau đây Mợ sẽ tóm tắt như sau này Đấy chúng ta để biện luận một phương trình AX bình cộng BX cộng C bằng 0 Và nhớ là phương trình của mình là có điều kiện là A khác không nhá Đối với bài này nhá Đối với bài mà biện luận phương trình bậc 2 một ẩn Thì bước 1 này Biện luận này Hôm nay thì Mợ sẽ giải thích cho các con là từ biện luận nghĩa là gì. Biện luận tức là chúng ta sẽ thảo luận xem là phương trình này có có điều kiện gì để cho các à, để phương trình có số nghiệm là bao nhiêu. Tức là à, phương trình có hai nghiệm khi nào, phương trình có một nghiệm khi nào, phương trình có không nghiệm khi nào đúng không nào? Bước 1 chúng ta sẽ làm gì? Tính delta nhá. Tính delta. Bước 2 là bắt đầu vào công cuộc là phương để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta phải lớn hơn không rồi các bạn là giải 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 ra Đấy chưa đây là dấu cộng thứ nhất nhá dấu cộng thứ hai là để phương trình có nghiệm kép thì thế nào thì delta sẽ phải bằng không đúng không nào đúng không và cái dấu cộng tiếp theo là để phương trình vô nghiệm thì thì có điều gì delta phải nhỏ hơn không đây chính là cấu trúc của một bài biện luận đó tổng kết lại được như thế này và bước 3 của chúng ta là bước kết luận Đấy chưa? Đấy, như vậy là mợ đã tổng hợp lại cái cách trình bày của bài biện luận nhá các con nhá. Nhớ nha, nhớ cái bài ngày hôm nay nhá. Đấy chưa? Rồi, bây giờ thì đến phần kết của livestream ngày hôm nay. Mợ sẽ hát bài quốc ca cho chúng ta nghe. Rồi các bạn đợi mợ xuất lời của bài quốc ca nhá uh, à, quốc ca giờ nói ra không thuộc lời thì chúng nó lại cười thế là mình cứ phải là, sốt trong im lặng Đấy, bây giờ là mợ đang 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 nhớ lại lời chứ không phải mợ sớt uh, sốt đâu nha bây giờ nói mợ, sốt lời ra chúng ta lại cười cho mợ ơi à, rồi ơi làm cô giáo rồi mà bây giờ lại còn không nhớ được quốc ca thì toang đúng không nào rồi sẵn sàng nghe mợ hát quốc ca chưa sẵn sàng nha cô <laughs> an à, mai mợ mai đi dạy sinh đi đừng dạy toán nữa <laughs> có không nhớ ok tèo 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 tè tè. đoàn quân việt nam đi chung lòng cứu quốc bước chân dồn vang trên tương gầm gành xa yêu đời chưa cờ in mau chiến thắng vang hồn nước xung ngoài xa trên khúc quân hành ca tương vinh quang Ôi giời, dạ, yêu nước chưa? Đủ yêu nước chưa? Xây xa quân thù thắng gia lao cùng nhau lập chiến khu Vì nhân dân chiến đấu không ngừng tiên mau ra xa trường Tiến lên Cùng tiến lên Nước non Việt Nam ta Vừng bền vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì lý tưởng của bác hồ vĩ đại sẵn sàng đấy và đã mô phỏng lại cho chúng ta cái buổi chào cờ đấy để cho các bạn là bao nhiêu là từ tết đến nay là chưa có một buổi chào cờ nào thì bây giờ có buổi chào cờ online nhá và mợ là liên đội trưởng đấy đứa nào mà không thuộc lời là mợ auto là cho vào sổ của liên đội trưởng luôn được chưa à, đi xa con nhớ mợ <laughs> thế chưa rồi thế là, uh, kết của livestream ngày hôm nay thì mợ nhắc là chúng ta nên ở nhà học livestream chứ đừng uh, có làng vảng đi ra ngoài kiểu lú lú đi ra ngoài một tí là bị phạt đấy bây giờ là có công văn rồi các bác con đi ra ngoài mà không có mục đích là chúng ta sẽ bị phạt đấy chưa vậy nên là cố gắng ở nhà học hành thật là chăm chỉ này à và nhớ là làm lại làm các bài tập trong uh, trong cái đề livestream ngày hôm nay của mợ trong livestream năm thứ 53 này này để sau đó nếu mà không biết làm bài nào thì chúng ta sẽ đăng trên group quyết tâm 2k5 quyết tâm ôn thi vào 10 nhá các con nhá. Nhớ chưa? Rồi. Tèo tèo, 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 tèo bay đây. <laughs> Mở hát hay quá con hết buồn ngủ. Tạm biệt nha, nhớ share về tường nhá. Bây giờ thì cô với chị Tình sẽ bắt đầu lọc mem. Nha các con nhớ share về tường nhá. Bạn nào không share thì sẽ bị lọc bởi vì là bây giờ cái thuật toán của Facebook nó làm chặt như thế. Được chưa? Các con cố gắng nha. Bye bye! Lọc này chào con nha. Chào các con. Chào tất cả các con.